Chương 20 Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán, hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả ra, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở 4 phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống, thiêu diệt chúng nó, còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác, là sách sự sống. Những kẻ chết bị sự đoán tùy theo công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, thì chết âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị sự đoán tùy theo công việc mình làm. Đoạn, thì chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.